Hello cả nhà. Thật ra là hôm nay là đang định là làm cái hướng dẫn dẫn về cái sử dụng cái cơ bản ấy, cơ bản nói chung. Nó cũng tương tự như cái cơ bản trượt lớn thôi, về nguyên lý các máy cưa nó đều là cưa và cắt. Đấy, nghiêm quá. Thì cái sử dụng làm sao để cho nó an toàn. Nhưng hôm nay nhìn thấy thằng cu em Tuấn là đi lang thang, thấy hỏi mấy cái diễn đàn, mấy cái cậu bán cái dụng cụ cầm tay, mấy cái bào, cái búa, biết các thứ này, định để mua. Thì anh phải làm cái video này, thứ nhất là để cho em hiểu rõ hơn. Cái thứ hai là cũng như tất cả mọi người ấy, khi mà mua những cái dụng cụ nhật cầm tay, ví dụ bào biết các loại bào này, đục biết này, đục này anh rất là nhiều. Ai mà thích ấy, thì bảo anh để lại bớt thôi. Đấy, nhiều lắm. Nhưng mà cũng phải nói để cho mọi người biết ấy, là đối với cái dụng cụ nhật cầm tay này thì nó sẽ có hai nhu cầu sử dụng. Nhu cầu sử dụng thứ nhất là để cho những anh em gọi là chuyên nghiệp, đã làm thợ làm nghề rồi, có một cái thời gian nó rảnh rỗi rồi, thì gọi là vọc vạch cái thú vui đam mê, thì lựa chọn cái dụng cụ cầm tay của Nhật để làm. Đấy. Cái nhu cầu thứ hai nữa là khi mà mọi người mới vào nghề, nhìn thấy anh em làm, nhìn thấy những cái sản phẩm của Nhật, biết bào biết các thứ này, tất cả mọi cái nó đẹp, cái cảm xúc nó thăng hoa lên, thì thích rồi cũng muốn là mình trở thành một cái người có thể là sử dụng những cái này, lo xem nhiều video quá. Thì có hai đối tượng chính trong cái câu chuyện ngày hôm nay là như vậy thôi. Thế thì đối với những người chuyên nghiệp mà đã sử dụng, đã biết sử dụng công cụ rồi, đã làm được ra sản phẩm bằng tay cũng như bằng máy hết rồi, như kiểu anh chẳng hạn đấy, hoặc là những anh em thợ khác. Cái thứ hai nữa là các bạn mà mới vào nghề thì cần lưu ý những cái điều gì. Cái này nó sẽ giúp được các bạn cái trong công việc như thế nào, cái ưu nhược điểm của những dòng sản phẩm này ra sao, hoặc là đối với những cái dòng sản phẩm cầm tay của Nhật này thì những cái gì chúng ta có thể làm được. Thì hôm trong cái video ngày hôm nay thì anh sẽ chia sẻ cái nội dung như vậy. Thì thứ nhất, đối với cái dụng cụ cầm tay của Nhật thì những cái dụng cụ cầm tay, cái gọi là dụng cụ làm mộc cầm tay, chính xác là như vậy, thì những cái gì sử dụng tốt đây, ví dụ như là mọi người có thể nhìn thấy đây, bào của anh ở cái ngang dưới này đây, thì tất cả những cái loại bào rãnh, bào hèn anh cũng không có thiếu loại gì cả. Đấy, bên này xem nào, tất cả lính đây nó phải mấy chục cái bào, bên này là các cái loại bào hèn, bào cạnh, bào rãnh. Đấy, đây là bào góc, những cái bào ở những góc tạo ra những cái đường chỉ soi. Còn trên này là bào mặt, bào cạnh, bào mặt phẳng, bào cạnh. Đấy, thế thì tất cả những cái loại dụng cụ này ấy, thì nói luôn với các bạn là như thế này, đối với các dòng bào, hôm vừa rồi livestream cũng một buổi cũng có một bạn đã hỏi rồi ấy, anh cũng đã chia sẻ rồi ấy. Thì nói thật với các bạn là cái dòng bào Nhật này, nếu như các bạn làm chơi bào vài cái cạnh gỗ kiểu dạng cái cạnh kiểu dạng như này. Đấy, gỗ có thể dày 2-4 phân cũng được, không sao cả, bào cạnh bào kia thứ này thì là ok. Còn bào mặt này ấy, thì nó đòi hỏi những kỹ thuật rất là khác nhau, và cũng như các bạn phải biết sử dụng những cái bào này vào đúng cái nhu cầu của nó. Ví dụ như là để bào một cái bề mặt gỗ, ví dụ như là cái bề mặt gỗ mà không bào nhẵn như này rồi, chưa bào nhẵn như này rồi, nhưng mà nó sẽ kiểu răm cưa kiểu dạng như này, nó vẫn còn vết cưa này, thì các bạn bắt buộc là phải sử dụng cái loại bào nó ngắn như này. Ở Việt Nam ngày xưa thì gọi là cái bào cóc ấy. Còn nếu không, tốt nhất các bạn mua cái bào Trung Quốc nhá. Bào Trung Quốc ấy, mà nó có tay ngang này, dài khoảng 18 cm. Cái lưỡi này nó rộng khoảng độ tầm 4 phân rưỡi, tầm độ 5 cm gì đấy, dương âm mình không nhớ nó chính xác lắm. Nó bán khoảng độ tầm 200-300 ngàn. Cái bào Trung Quốc bảo tàu ấy. Đấy, thì cái bào đấy là dùng nó sẽ thích hơn những cái bào Nhật đấy rất là nhiều. Bởi vì sao? Khi các bạn bào trên cái bề mặt phẳng như này này, đây, ví dụ bề mặt phẳng gỗ, tấm gỗ như này mà nó vẫn còn vết cưa nhá,
nó không phải là nhẵn như này rồi, nhẵn như này chúng ta chỉ cần chà nhám nữa là xong thôi. Thì các bạn bào như này, có thẳng này, đối với cái gỗ các bạn xem review toàn mấy gỗ thông mềm mềm hoạt thôi, các bạn động đến gỗ khác cái là có vấn đề ngay. Thì cái bào Nhật này nó sinh ra là để các bạn là gì, kéo thụt này đấy. Thì cái thói quen của người Việt Nam thì thường lại là đẩy lên. Thì đối với cái bào dạng đẩy lên như thế này thì một là các bạn sử dụng bào Anh, bào sắt của Anh ấy đấy, hoặc là hàng gọi là hàng không hàng rít thì hàng fake cũng được của Trung Quốc. Cái bào đấy thì các bạn dễ điều chỉnh cái độ sâu lưỡi nhất, độ nghiêng lưỡi này các bạn sẽ dễ điều chỉnh hơn nếu như các bạn mua. Thế còn không biết là số nó là số 3 hay số mấy, không nhớ, bào Anh nó là theo số. Đấy. Thì còn đối với cái bào Trung Quốc ấy thì các bạn nên sử dụng cái bào Trung Quốc, cái bào cóc ngắn này, nó có tay ngang đây này. Thì các bạn bào mặt này nó mới ok, và khi các bạn đẩy bào như này thì các bạn nên để chéo như này. Đẩy chéo này, xước này đối với gỗ cứng này thì nó sẽ không bị xước cái bề mặt gỗ nhá. Đấy. Chứ còn mấy cái bào Nhật này không làm được đâu, làm thế nào được. Đừng không cẩn thận là mất tiền, phí tiền. Còn mua bào ấy thì nó chỉ có 3 size thôi. Nó chỉ có 3 size bào các bạn cần phải có. Thứ nhất là một cái bào thẩm. Một cái bào thẩm, nếu như các bạn mua bào thẩm Trung Quốc hoặc bào thẩm Việt Nam, đối với những người thợ Việt Nam mà trước kia việc đã làm rồi ngày xưa ấy, cách đây mấy chục năm ấy, thì cái bào thẩm nó còn dài hơn, cái này là 45 cm, nên cái xưa mình còn cái bào thẩm dài hơn cơ, tầm 60 cm để thẩm cái cái cửa. Các bạn có biết cái cái cửa nó là cái gì không? Đấy là một cái từ ngữ chuyên môn thợ mộc hay gọi, tức là một cái cửa khung như này này, thì có hai thanh gỗ hai bên dài, nó gọi thanh cái cửa. Thì cần một cái bào thẩm nó dài khoảng tầm 5-60 để thẩm cái cạnh đấy nó mới thẳng được. Thì nó sẽ có 3 size bào, một là cái bào thẩm, hai là bào cóc. Bào cóc này các bạn có thể 2 chiếc hay 3 chiếc được. Đấy. Và 3 nữa là cái bào chung. Bào chung nó dài khoảng tầm 30 cm. Đấy. Thế thôi, chứ còn đây là mình mua đây gọi là để cho nó đẹp thôi, với cả nay mai già chẳng hạn ngồi nghịch như thứ thôi. Chứ còn mình thì bào Trung Quốc thì không có ở đây, nhưng bào cũ của mình ngày xưa của bố mình để lại thì còn nhiều ở trên nhà, nên mình không mua mấy cái đấy làm gì cả. Còn các bạn dùng thì các bạn nên dùng bào Trung Quốc, bào Anh, nó sẽ hợp lý hơn cho cái công việc. Còn cái bào này, những cái bào Nhật này họ làm ra có làm được, có làm nghề được không? Chắc chắn là có làm được chứ, không làm được làm sao họ sản xuất ra được, sản xuất ra làm gì. Thế nhưng mà nó đòi hỏi một cái phù hợp với cái sản phẩm gỗ, cái gỗ mềm nó phù hợp hơn. Và thứ hai nữa là những cái dòng bào của Nhật mà bào gỗ cứng ấy, thì nó lại là một cái dòng khác. Đấy, dòng khác. Và hơn nữa là cái thói quen của người ta là họ chỉ có kéo thôi. Đấy. Thì họ làm những cái sản phẩm nó nhỏ, đa số là gỗ mềm. Ở bên Nhật chủ yếu là thông Hinoki mà. Chứ còn gặp cái gỗ cứng mấy cái bào này thì chỉ có đi ăn cắp mới làm nào được. Còn những cái bào cạnh, bào hèm những thứ này thì gọi là để cho nó đẹp, cho nó chơi kiểu nhìn thôi, nhìn phong bạc tí thôi chứ mà. Cho cái máy roto mà làm cho nó nhanh, nếu như mà muốn làm ra sản phẩm để kiếm tiền. Còn nếu sản phẩm để chơi thì chúng ta có thể mua những cái đục. Tí nữa mình sẽ nói đến đục sau. Để mua những cái lưỡi đục của Việt Nam ấy, lưỡi đục tôi, chúng ta mài thành các cái lưỡi thích biên dạng nào chúng ta mài, sau đấy chúng ta chế thành cái bào thì sẽ phù hợp hơn. Còn nhiều khi các bạn mua những cái này về mà các bạn chưa biết nó dùng vào được gì, còn chưa nói đến việc là tất cả những cái bào này này không dùng được ngay đâu. Ví dụ như bào thẩm này là nó đâu có thẳng này đâu, còn phải setting lại trá, còn phải mua về các bạn, còn phải đây như này là các bạn nhìn thấy đây, quay các bạn không nhìn thấy, nhưng mà cái mặt này nó không phẳng, nó vênh nhau khoảng tầm gần 1 ly đấy, chúng ta phải về chúng ta phải setting lại hết thì mới làm được, chứ còn không là mất tiền đấy. Thế còn đấy là đối với bào. Cái thứ hai nữa là cưa Nhật. Các cái loại cưa này của nó thì dùng rất là tốt các bạn nhé. Riêng cưa Nhật mình đánh giá rất là cao đấy, rất là tốt đấy. Nó có rất nhiều loại lưỡi cưa khác nhau đấy. Thế mà cưa Nhật này dùng rất là ok các bạn. Cái này các bạn mua thì các bạn mua nhiều tí được, chả sao cả. Có điều kiện chúng ta mua cái này. Cái này là loại nào dùng được, ứng dụng thực tế trong quá trình sử dụng là ok thì là mình giới thiệu. Nhưng mà các bạn lưu ý này, đây này,
các bạn lưu ý khi mua cái cưa Nhật ấy, nó có một cái dòng cưa kiểu dạng như này nhá, tức là nó có kẹp cái sống này, kẹp sống này để làm gì, để khi chúng ta cắt cưa mà các bạn không quen ấy, thì nó cái lưỡi này nó sẽ nó được thẳng, cái mạch cưa nó thẳng và nó không bị vặn vẹo lưỡi này. Thì khi các bạn cưa cái lưỡi cưa này ấy, mua cái loại lưỡi cưa kiểu dạng có cái sống kẹp ở trên lưng này, mình không biết nó gọi là cái gì, nhưng đại loại nó có sống kẹp ở trên lưng như này, thì cái này nó sẽ chỉ phù hợp để cắt mặt thôi, cắt mặt, cắt đường dẫn kiểu dạng như này đấy, các bạn hình dung không, hoặc là bổ cái mộng kiểu dạng như này thôi, chứ nó không cắt đứt được đâu nhá, nó không cắt đứt bởi vì nó vướng cái sống này, nên chúng ta phải lưu ý vào cái mục đích sử dụng trong ta, để chúng ta cần một việc gì thì chúng ta mua. Đấy là đối với cưa, cưa thì mình không chê gì hết. Còn đến phần đục, đục nhá, trong này nóng quá, toát hết mồ hôi. Đây, các bạn nhìn thấy cái đục không? Bộ này là bộ đục cong, hay gọi mình gọi là đục móng ấy. Không biết các bạn có nhìn rõ không, nhưng mà đây này, móng là móng vát kiểu này. Tôi đố các bạn dùng cái đục này mà đục được một cái lỗ khóa hay cái lỗ Clemon chốt cửa, không bao giờ đục được ấy cả. Tất cả những dòng đục của Nhật ấy, cái đục này nó kiểu dạng lòng mo ở dưới này, mo ở dưới này là nó dạng kiểu để tỉa khoét đấy. Nên cái này mà đục sấn thì các bạn không bao giờ đục được hết. Và thứ hai nữa là kể cả đục vuông hay là đục móng của Nhật ấy, thì đây là cái đục vuông này. Đây mình còn mấy cái to hơn đằng kia, nhưng mà về cơ bản nó giống y nhau. Đục lưỡi vuông đây mình còn chưa thể bóc đấy. Đấy, thì này, cái size tay cầm của này của nó này, nó bé tí đi tí, các bạn hình dung chưa, nó bé cực kỳ luôn đấy. Nói chung là dùng mấy cái này chán á, mà không hiểu nó thiết kế kiểu gì, cái đục của nó, cái chuôi đục của nó này, cái tâm đục, khi mình đục ở đây với cả cái tâm này, cái nào nó cứ ưỡn này ra, đục rất là khó chịu. Mình vác cái này như mình đục lỗ khóa rồi, khó chịu vãi tưởng luôn. Cái này nó kiểu tỉa tót chứ có thứ thôi, còn thua đục Việt Nam nó luôn. Mấy cái này mà đục gỗ cứng thì chỉ có ăn cháo thôi, đục nào. Đó, nên cái đục là các bạn phải lưu ý. Còn các bạn cần muốn thì tí nữa xong thì mình sẽ comment mấy cái ảnh, cái số điện thoại, cái contact của mấy bạn mà chuyên làm cái đục này, đục gọi là đục nghề gia truyền ấy. Mình có thể đặt họ các cái bộ đục, như Tuấn ở bên Đồng Kỵ, bên Bắc Ninh, bên đấy cũng có rất là nhiều đục Việt Nam cực kỳ tốt. Các bạn thích đục tỉa, một bộ nó khoảng tầm hơn 20 chiếc đục tỉa. Đấy là đục tỉa, thì là nghề của mình, nó là đỉnh cao về những ở Việt Nam, nó là đỉnh cao về những cái thể loại mà đục tỉa đấy rồi, cần gì phải đâu. Còn cái đục, cái loại đục thứ hai là để chúng ta làm gọi là đục hàng ngang ấy, dành cho mộc dân dụng ấy, thì nó sẽ có những bộ đục khác nhau, từ đục móng, đục phẳng, đục bạc, tất tật mọi cái để cho các bạn làm, thì các bạn nên mua cái đục của Việt Nam ấy. Còn mấy cái này không ăn thua đâu nhá. Đấy, còn bạn nào mà muốn mua thì mình để lại không, đây còn đến 20 chiếc đục các loại. Các bạn nào thích thì mình để lại không, đúng giá mua như nào để lại đấy, còn không cứ để chơi thôi, chả làm gì cả, phí tiền. Búa nó thì dùng được nhá, búa nó dùng được đấy, mấy cái búa dùng nhìn rất là hay, búa dùng thích. Ừ, cái chất thép của nó không bị cứng quá, cái búa này nó không bị cứng quá, nó không mềm quá, khi mà chúng ta đóng đinh này, nó sẽ rất là ăn đinh đấy, nó không bị trượt ấy. Các bạn làm nhiều thì các bạn mới có cảm giác đấy được, còn nếu không các bạn cũng không biết được nó ăn đinh hay không phải như nào đâu. Thế thôi, với cơ bản nội dung đây chia sẻ cho mọi người về một chút cái kinh nghiệm mua đồ đục đĩa các thứ là như vậy thôi, nhưng nó không có gì. À đây còn nói nốt đây, mấy cái dạng cữ mài lấy bà rồi đây. Mua mình mua đâu 200-300 nghìn đấy, không biết, gọi là nó có cho nó đẹp để thỉnh thoảng làm review tí, nhưng mà mua về vẫn chưa review được. Thì những cái này Trung Quốc đầy mà đây. Thì các bạn mua cái những cái này được để mài lấy vào theo cái góc vát được, còn đá mài các bạn nhé, đá mài nếu như các bạn có tiền thì mua mua của Nhật đấy, mua của Nhật
mua nhập thì cũng chỉ có một hai bạn ở trên Facebook là bán hàng chuẩn thôi, còn đâu toàn lợn ấy. Còn những viên này toàn viên Trung Quốc hết các bạn nhé, toàn Trung Quốc hết. Ở Trung Quốc này dùng cũng tốt rồi, mình mài hết mấy viên đấy rồi dùng sướng đấy. Chúng ta sẽ có viên thô, viên màu, mài màu tức là mài nước cuối, thì tùy vào cái sản phẩm của các bạn đòi hỏi nó ra làm sao, như thế nào thì các bạn làm. Nhưng về cơ bản, đồ mộc tay, dụng cụ mộc tay này để chơi là chính, để chơi là chính. Các bạn có điều kiện kinh tế rồi, chưa phải suy nghĩ cuộc sống nó quá nhiều đấy, không lo cơm áo gạo tiền nhiều ấy, thì thôi sắm một bộ cũng ok đấy. Nhưng mà để làm hiệu quả thì các bạn nên mua đục Trung Quốc và đục của Anh đấy. Thì nên mua bào Trung Quốc hoặc bào Anh sẽ là ok để hiệu quả trong công việc tốt hơn. Còn cái này thì riêng về phần bào là mình đánh giá đội Nhật là quyết đi đấy. Thế còn búa viết các thứ thì là ok, cưa kia thì tốt, đục cũng vứt đi nó. Thế nên các bạn là phải xác định rõ, nếu không là phí tiền lại mất tiền. Ok, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các video tiếp theo nhé. Bye bye.